gian mà yêu xa đó thì chồng em đi làm ngoài Hà Nội, bị tai nạn, với lại một lần là bị người ta đánh nữa. Thế là chồng phải đi mổ cái đầu để ghép cái sọ. Dữ vậy đó hả? Nặng dữ vậy đó hả? Lúc đó là em cũng không thể về được, tại vì đúng lúc đó em phải thi. Đến Tết về thì hai vợ chồng gặp nhau đó, là lúc đó là ở bên nhau rồi. Thì ngày Tết là hai vợ chồng em đi chơi, chồng em lại bị người yêu cũ của em đánh một lần nữa, là vào trúng cái sọ nữa. Dạ, thì lúc đó không biết sao chồng rất bình thường lắm, không có cảm giác đau gì hết. Thì chồng hỏi em là thôi bây giờ ăn Tết xong rồi vợ cứ vào đi học đi, anh ở ngoài này anh đi làm. Được khoảng tháng sau ấy, chồng em đau quá rồi thì anh mới đi mổ. Mổ ngoài Hà Nội ấy, thì mổ xong được 3 ngày ấy chị, đầu đang còn cuốn băng, giấu em đi vào Sài Gòn thăm em. Ôi Diện ơi Diện. Dạ đúng 2 giờ sáng đó, tự nhiên chồng gọi điện bảo vợ ơi chồng vào tới bến xe rồi, vợ ra đón đi. Thì em ra đó, em gặp chồng, thấy chồng đang quấn cái băng vậy nè, em ôm chồng em khóc quá trời luôn. Tội nghiệp. Dạ, em nhìn thấy em thương quá, em hỏi đi vào làm gì, ở quê cho nó khỏe đi đã. Thì lúc đó chồng mới đứng chồng khóc, không nói gì, chồng chỉ kêu bảo là bây giờ phải có vợ chăm thì chồng mới khỏe được. Trời ơi. Trời ơi. Rồi sao, rồi lúc đó là đưa chồng về nhà trọ, rồi lúc đó chồng cái đầu đã lành chưa? Dạ chưa chị, thì lúc đó là em chăm chồng 2 tuần trong cái thời gian mà vết thương nó đang còn bị. Trời ơi, em có đau không cưng? Cái đầu đang xa như vậy lắm mà luôn làm đó. Sao mà đi xe lửa hay là đi... Em đi ô tô ạ. Đi ô tô hả? Trời ơi, đi xe đò nó còn xa nữa. Thì em không hiểu sao là cái lần sau mà em mổ á, là em bình phục nhanh. Vì lúc mà em mổ là em mổ nó làm một vạch nguyên đầu ạ. Hai tay em có cầm phải cầm hai ống dịch nè. Tới khi mà vào em vào tới... Trời ơi! Tức là một vạch vậy luôn, sao em phải cầm vậy luôn á? Dạ. Rồi tới khi em vào tới Quảng Ngãi thì em mới xuống, em tự em bỏ cái ống dịch của em ra ngoài á. Lúc đó thì thực sự ra cũng đau lắm, nhưng mà không biết sao em vẫn cứ muốn vào. Tình yêu đó. Có khi nào lúc em nghĩ thế nên em sợ em nặng quá rồi em không kịp gặp vợ rồi em cố gắng hết sức không? Trước khi em mổ thì em cũng sợ, bên bác sĩ có nói á là cái tình trạng của em nếu như mà bị mà đang còn tỉnh là rất nguy hiểm về cái tính mạng sau hoặc là trí nhớ. Thì tối hôm đó trước khi mổ thì tiền của em cũng mất, nhưng mất điện thoại, không có cách liên lạc với vợ. Rồi em quyết định ngày mai em mổ xong là em gắng phải bình phục, em vào thăm vợ. Tội nghiệp, từ lúc đó bố mẹ có biết không? Dạ, lúc em vào thì bố mẹ cũng không có biết. Lúc em vào thì bố mẹ em thực sự là không có biết. Thì lúc đó là vào em mới lấy điện thoại của vợ em mà em điện cho bố mẹ. Thì lúc đó là bố mẹ thực sự cái bố mẹ em khóc quá trời. Rồi bố mẹ em gọi điện cho vợ em bảo là gắng chăm nó rồi có gì nó khỏe rồi cho nó về. Thì em ở trong này 2 tuần rồi vợ em đi dạy gia sư với lại lấy tiền thêm để chăm cho em, với tiền thuốc, tiền sữa, thứ cho em. Sau thời gian đó thì em có đi làm về, hai vợ chồng sống thử rồi về quê xin cưới. Nhưng mà vô tình là trong thời gian sống thử thì hai vợ chồng có bố em bé. Rồi về quê có xin bố vợ em á. Nhưng bố vợ em nhất quyết không đồng ý. Hai đứa tự lập đó, đúng không? Hai đứa tự lập. Thì bây giờ chắc chị nghĩ là cuộc sống bây giờ chắc cũng ổn định rồi, đúng không? Dạ, bây giờ thì qua rồi chị. Bây qua giờ rồi, thì đúng. Ông bà ngoại thì như thế nào? Dạ, chồng bảo là bây giờ coi như là mình cưới sau đi. Là mình có chịu bao nhiêu người nói cái gì nữa thì mình cũng không thể bỏ con được. Thế rồi anh nuôi em từ lúc mà em bầu đến lúc em sinh là mình anh lo cho em hết. Giỏi ghê không? Cái lúc mà em sinh xong á thì các em bị áp xe ngực. Em phải mổ cái ngực của em 2 lần. Dạ. Thì anh cũng là người chăm em luôn ở trên bệnh viện. Còn con thì lúc đó mới được 15 ngày thì phải gửi hàng xóm rồi. Tội nghiệp dữ vậy trời. Mà lúc sao đó thì... không biết tôi đừng gửi là tôi nuôi giùm cho trời ơi. Lúc đó thì số vợ chồng em cũng xui lắm. Hai vợ chồng nằm trên viện mà chồng em đi làm chỉ chờ đến lúc đó để lấy lương để cho em ra viện thôi. Thì người ta quệt lương của chồng em. Trời ơi. Dạ. Chồng đi làm thì mới mua được cái xe máy 3 tháng cũng bị người ta lấy mất luôn. Hai vợ chồng không còn tiền ăn nữa. Bị gạt hoài vậy trời. Rồi lúc đó ba mẹ có giúp được gì không? Tại lúc đó không hai vợ chồng dám nói luôn. Có em nói với mẹ chồng em thì lúc đó mẹ chồng em mới thương hai đứa lắm. Mẹ chồng em cũng hỏi là cho mẹ vào mẹ chăm em với bé. Thì anh kêu bảo là giờ có mình con đi làm thì lấy tiền đâu nuôi được tới ba cái miệng cỡ. Thôi mẹ nhà đi, mình con lo được cho vợ con rồi. Thì lúc đó em đang giấu bên ngoại mà, bên ngoại không có biết. Chị hai vợ chồng tự báo ban nhau rồi qua thôi. Bây giờ bên ngoại biết lúc mà đã, đến sanh ra thì bên ngoại biết chưa? Sanh con ra được 3 tháng rồi. Thì lúc đó em cũng hết bệnh. Rồi em về quê thì mới nói với ông bà là có cháu. Thì lúc đó thì ông bà giơ hai tay ra ôm chầm lấy hai đứa rồi khóc.
Lúc đó thì ba mẹ em thương lắm, là cho cưới. Cưới xong thì ba mẹ bảo cho hai đứa bây giờ phải tự suy nghĩ trưởng thành lên, tự lo được cho nhau, lo cho con, không nhờ gì tới bố mẹ hết. Để đến khi nào mà cảm giác mình làm bố làm mẹ một cách hoàn thiện rồi á, thì lúc đó ba mẹ mới không trách nữa. Dạ. Thì anh mới đưa lại hai mẹ con em vào trong Sài Gòn cho em đi học tiếp. Bố mẹ có giúp được tí vốn nào không? Dạ có. Rồi bây giờ là một tay chồng đó hả? Dạ. Chồng... Bây giờ thì bố mẹ vợ với em như thế nào? Từ cái khi mà bố mẹ vợ em biết là có cháu á, thì thực sự là bố mẹ vợ em rất thương em. Lúc đó bố vợ em có ôm em bảo sao mà không nói cho bố biết. Thì rồi hai đứa cháu nhau rồi vào đó chịu khổ một mình. Thực sự là em cũng muốn nói nhưng em sợ lắm. Lúc đó là tinh thần của hai vợ chồng không đủ can đảm để nói với bố mẹ là có em bé. Bây giờ bố mẹ vợ, tức là ba mẹ em ở đâu? Dạ ba mẹ em, ba em ở ngoài quê, còn mẹ em thì đang đi nước ngoài. Bà thấy cháu chưa? Dạ chưa. Mẹ em đi cái hồi mà em có em bé, em muốn nói với mẹ lắm nhưng mà em không liên lạc được với mẹ. Mẹ em đi gần 3 năm rồi nhưng em không nói chuyện được với mẹ gì hết. Thì đến cái lúc mà em cưới xong thì tự nhiên là mẹ lại gọi về được cho em. Thì em mới báo cho mẹ, mẹ vui lắm, mẹ bảo đến qua năm mẹ về. Dạ. Hôm nay có em, có con em đến không? Dạ có. À vậy hả? Ôi trời ơi. Đây bác. Ông sợ cái ông chọc đầu này không? Không. Ông chọc không? Trương, bà Trương. Rồi rồi, qua bà này. Đó, qua bà. Bà Trương em ở bên này nè. Bố rồi, rồi mẹ. Bố kìa. Bà ngoại ơi, bà ngoại có coi truyền hình, bà ngoại thấy cháu nè. Cháu bà ngoại đẹp quá luôn nè. Trắng như bông bưởi luôn nè. Đó, bà ngoại thấy cháu chưa? Con mới sợ nha. Ngoại thương mà. Ngoại thương con nè. À, chắc có lẽ là bà ngoại thấy được em bé như vậy bà rất là vui. Dạ. À, không chỉ bà đâu mà ông ở ngoài quê rất là vui và rất là hạnh phúc. Dạ. Thực sự chị thấy câu chuyện của tụi em phải nói là nó làm cho cái cảm xúc của bản thân tụi chị cũng như là mọi người ngồi dưới đây xúc động khủng khiếp. Xúc động ở đây là vì cái tình yêu của tụi em dành cho nhau nó vượt qua quá nhiều những cái chông gai, quá nhiều những cái gian khổ và sự nguy hiểm nữa. Đó, nhưng mà cuối cùng thì tụi em vẫn đến được với nhau như thế này. Thành ra là mọi người rất là mừng. Không những đến được với nhau mà lại còn có thể là tự nương nhau rồi tự sanh ra một em bé mà kháu khỉnh mà thông minh. Tức là nhìn cái mặt nó sáng dễ sợ. Tự nhiên mọi người hạnh phúc dùm cho tụi em luôn á. Thực sự là như vậy. Đó thì cũng đôi lời gửi cho bà ngoại là mẹ của cô dâu. Thì nếu mà chị có coi được cái số này thì chị sẽ thấy là thương con gái của mình cũng như thương con rể của mình nhiều hơn. Mong rằng là năm tới bà về bà sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều khi thấy con gái của mình đã trưởng thành. Có một người chồng yêu thương con mình thật lòng, thương bằng cả mạng sống của mình luôn. Thì cũng chúc gia đình cả đôi bên ha, nội ngoại sẽ gọi là đoàn viên với nhau, hòa hợp, hai ông bà xui sẽ thuận thảo rồi là yêu thương tụi em nhiều hơn nữa. Dù có muốn điều gì muốn nói với mẹ mình không? Thì cũng có cơ hội được tham gia chương trình này thì con cũng muốn gửi một lời tới mẹ là con rất là nhớ mẹ. Là con chỉ mong là mẹ nhanh về với con thôi. À, nhân tiện đây em cũng muốn gửi lời tới bố mẹ vợ em cũng như bố mẹ đẻ em á. Là một lời cảm ơn tới hai bên gia đình á, đã cứu mang hai vợ chồng em, giúp đỡ hai vợ chồng em rất nhiều. Và nhân tiện đây em cũng muốn cảm ơn vợ em, là vì vợ em là người cùng em vượt qua những gian khổ. Và vợ em cũng không có một lời nào với em. Một lời than thở. Dạ. Thực ra thì với một người chồng như em thì chả có bà vợ nào có thể than thở được rồi. Bởi vì cái tình yêu của em dành cho vợ là quá lớn. À, cho nên là thôi thì hai vợ chồng cảm ơn qua lại như vậy để cho nó nồng ấm chút xíu thôi. Cái còn công của cả hai đứa thì cũng ngang nhau nha. Bây giờ cố gắng làm sao mà nuôi cái con bé kia kìa cho nó sung sướng, nó hạnh phúc. Trời ơi, nhìn nó thương gì đâu. Thôi, anh chúc cho hai vợ chồng em
cuộc sống sẽ càng ngày càng thăng tiến hơn. Dạ. Và mãi mãi yêu nhau. Dạ, em cảm ơn ạ.